Cẩm Tú và Công Vinh kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, sau một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc với tinh thần dân chủ trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 13 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực quy hoạch kế hoạch đầu tư công, tài chính ngân sách, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường với tỷ lệ tán thành cao. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp và nội dung các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Báo Tây Ninh và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình Vận trang Biên Cương dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã Phước Chỉ, thị xã Tràng Bàng. Chương trình được tổ chức tại hai địa điểm, gồm trường tiểu học Phước Chỉ và khu dân cư ấp Phước Mỹ. Các đơn vị đã trao tặng hàng trăm phần quà và các suất ăn cho các em học sinh của nhà trường và các em thiếu nhi, người dân tại địa phương. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 60 triệu đồng do các doanh nghiệp nhà hảo tâm cùng hỗ trợ. Tham gia chương trình, các em thiếu nhi tỏ ra rất thích thú khi được đón Tết Trung thu sớm với những chiếc lồng đèn và quà bánh được nhận vừa qua tại trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha, chương trình Trung thu yêu thương do công đoàn ngành giáo dục Tây Ninh tổ chức đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi. Tham gia chương trình, 100 em thiếu nhi là con em của các cán bộ viên chức thuộc ngành giáo dục đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ múa lân và thỏa thích tham gia các trò chơi hấp dẫn. Bên cạnh đó, công đoàn ngành giáo dục cũng chuẩn bị hơn 200 phần quà để trao tặng cho các em thiếu nhi. Trong đó, gần 100 phần quà được trao tặng trực tiếp tại chương trình. Phần còn lại sẽ do chủ tịch công đoàn cơ sở nhận và trao tại đơn vị. Đây là chương trình thường niên được công đoàn ngành giáo dục quan tâm tổ chức, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với các em thiếu nhi là con em của các cán bộ viên chức đang công tác trong ngành giáo dục của tỉnh. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tây ninh vừa cho biết đơn vị đã tìm thấy hai nạn nhân rơi xuống kênh đông thuộc đoạn xã bầu đồn, huyện cò dầu và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý. Trước đó, lúc 18 giờ 31 phút ngày 19 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Tây Ninh nhận tin báo từ Công an huyện Gò Dầu yêu cầu hỗ trợ tìm hai nạn nhân bị rơi xuống kênh đồng mất tích. Đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng cùng phương tiện đến ngay hiện trường. Qua nắm thông tin ban đầu, được biết lúc 16 giờ 38 phút sau khi nhậu xong, anh LVM và anh LTM tên viết tắt 33 tuổi cùng ngụ ấp 6 xã Bào Đồn huyện Gò Dầu là hai anh em họ chở nhau trên xe mô tô đi theo tỉnh lộ 782 ra hướng kênh đông. Đi được một đoạn hơn 1 km, đến khúc cua thì xe mô tô của hai người đâm vào trụ bê tông cảnh báo trên kênh rồi lao xuống kênh mất tích. Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình lặng tìm kiếm từ vị trí xảy ra tai nạn xuôi theo dòng nước. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 9 giờ 15 phút ngày 20 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm được thi thể nạn nhân thứ nhất cách vị trí gặp nạn 120 m. Đến 12 giờ 19 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục tìm được thi thể nạn nhân thứ hai, cách vị trí gặp nạn 140 m đưa lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý. Thưa quý khán giả, nhân dịp dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ trong không khí tân tình thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao vai trò và đóng góp của tổng thư ký và liên hợp quốc cho hòa bình ổn định an ninh quốc tế giải quyết các điểm nóng đồng thời khẳng định việt nam ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực đó thủ tướng khẳng định việt nam cam kết hành động mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi xanh chuyển đổi năng lượng thúc đẩy công bằng và công lý đồng thời các nước đang phát triển cần được ưu tiên hỗ trợ về vốn công nghệ đào tạo quản trị Chia sẻ về tình hình khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thư ký Guterres nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc ở Biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng mời Tổng thư ký Antonio Guterres thăm lại Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 9, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, khóa 16, các đại biểu đã xem xét và thông qua nghị quyết về một số nội dung hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy xảy ra tại phố Khương Hạ vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ dành 9,2 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy vừa qua. Cụ thể, mỗi người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, được hỗ trợ 30 triệu đồng và toàn bộ chi phí cấp cứu, điều trị thực tế. Hỗ trợ tiền tạm cư đối với mỗi hộ gia đình là 6 triệu đồng một tháng, và cá nhân ở ghép là 1,5 triệu một người trong vòng 6 tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác. Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề ra chín nhóm biện pháp chủ yếu, trong đó có những biện pháp ngay trước mắt cũng như thời gian tiếp theo để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Ban quản lý Hồ Hoàng Kiếm và phố cổ Hà Nội vừa phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công khai mạc một chuỗi hoạt động trưng bày, xuống trải nghiệm tại các điểm di sản trong khu phố cổ Hà Nội và không gian bích họa phố Phùng Hưng. Sự kiện diễn ra liên tục từ nay đến hết ngày 29 tháng 9 tới. Với chủ đề Sắc màu Trung thu xưa, các hoạt động nhằm giới thiệu văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội tại tất cả các không gian di sản trong khu phố cổ hàng ngày nghề nhân thợ thủ công của các làng nghề lân cận hà nội đều có các hoạt động hướng dẫn làm đồ chơi truyền thống biểu diễn nghệ thuật ở đây thì con cũng cảm thấy có rất là nhiều những món đồ chơi mới lạ từ trước đến giờ thì con cũng chưa bao giờ được nhìn thấy những cái đồ chơi này được trải nghiệm được ngắm nó tận mắt điều này khiến cho con cảm thấy rằng từ trước đến giờ ông cha ta từ xa xưa rất sáng tạo đưa ra cho mọi người hiểu hơn về cái gốc của cái trung thu xưa để chúng tôi từ đó để chúng ta có thể là có những cái phát huy những cái giá trị di sản văn hóa không những ở những cái điểm di tích mà ở các không gian công cộng cũng như là gìn giữ được những cái văn hóa truyền thống trung thu của cha ông. Ngay sau lễ khai mạc, rất nhiều em nhỏ đã có các hoạt động tương tác, trải nghiệm cùng nghệ nhân tại không gian bích họa phố Phùng Hưng. Với một chuỗi các hoạt động được tổ chức đan sen, dày đặc và tỉ mỉ, ban tổ chức mong muốn hình thành thế hệ công dân hiểu biết về văn hóa di sản và có sức sáng tạo trên nền tảng di sản trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Tin Thế Giới liên quan tới thảm họa lũ lụt ở Libya, Tổ chức Di cư Quốc tế vừa cho biết đã có hơn 43.000 người ở Đông Bắc nước này phải di dời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, ước tính 43.056 người đã phải di dời do thiếu nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt. Trong số đó có 30.000 người dân ở thành phố Dena, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm ở các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt, do thiếu nước sạch và cho biết điều này có thể gây ra cuộc khủng hoảng thảm khốc thứ hai. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Libya cũng khuyến cáo người dân không sử dụng nước bị ô nhiễm. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO vừa công nhận một thành phố cổ ở Guatemala là di sản thế giới. Đây là địa điểm thứ ba của Guatemala có tên trong danh sách này của UNESCO. Thành phố Tháp Alip Ai được hình thành vào khoảng năm 800 trước công nguyên trong nền văn minh cổ nhất từng được biết đến ở châu Mỹ là đế chế Omet. Đây là một trong những trung tâm kinh tế văn hóa quan trọng nhất ở miền nam Guatemala vào thời kỳ tiền Colombo. Thành cổ này nằm ở độ cao 600 mét so với mực nước biển trên sườn dốc của dãy núi lửa nằm ven Thái Bình Dương. Thưa thưa vị, các nhà khảo cổ vừa khai quật được hai thanh gỗ liễu có niên đại khoảng 476.000 năm trước tại Zambia, Châu Phi. Những hiện vật này cho thấy người tiền sử đã biết xây dựng các công trình bằng gỗ. Dựa vào hình dáng của hai thanh gỗ liễu, các nhà khảo cổ cho rằng chúng được đẽo bằng công cụ bằng đá và sử dụng như một phần của một công trình kiến trúc. Từ đó cho thấy, người tiền sử không chỉ đi lang thang khắp nơi để săn bắn và hái lượm như chúng ta được biết trước đây, Hai thanh gỗ này có thể dùng vào nhiều mục đích, bao gồm lưu trữ củi, dụng cụ giữ thực phẩm và làm nền để xây lều. Nhóm khảo cổ cho biết, phát hiện khảo cổ này đã chỉ ra rằng người tiên sử có khả năng thay đổi môi trường xung quanh và đã biết xây Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh Trường Hành Tây Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.